Em có được dịp quan sát thầy Bùi Quốc Châu khi mà thầy làm việc và thầy uống nước ấy. Thì em hỏi thầy ấy là thầy ơi, thầy có uống nhiều nước và thầy có uống theo những cái lời khuyên về uống nước, ví dụ như là 2 lít mỗi ngày hay là bao nhiêu lít tính trên trọng lượng cơ thể không? Thì thầy nói là trời ơi, ai mà đi tính như vậy, ai mà đếm được. Và thầy nói là thầy có một cái thói quen là sau khi mà buổi sáng thầy ăn sáng và thầy 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 vệ sinh cơ thể buổi sáng và thầy ngồi vào bàn làm việc ấy, thì thầy có một thói quen là lúc nào trên bàn thầy cũng có một bình nước và một ly nước sẵn ở đó. Và cứ khi nào mà thầy có nghĩa là lâu lâu á, thì thầy lại nâng ly nước lên thầy nhấp một vài ngụm. Đó, khi mà em tới và có thể là trao đổi công việc hay là ngồi nghe thầy nói á, thì cứ lâu lâu thấy thầy theo thói quen là thầy sẽ uống một ngụm nước nhỏ, thì mình thấy rằng là thầy Bùi Quốc Châu bổ sung nước theo cái nhu cầu của cơ thể.